xa duyên tình bên ta, mời bạn đón xem Duyên đến người một nhà, tôi là Trương Nhã Đình. Không biết tiếng Hoa, người di dân gả đến Đài Loan với tuổi đời non trẻ vì phải thích nghi môi trường sống, họ cần phải dốc nhiều tâm sức. Người di dân Indo lưu chuyển vận là một mẫu mực tốt. Chỉ có hai con trai đầu của chị từ nhỏ bị chẩn đoán bị bệnh tự kỷ, và lúc đó với ngôn ngữ bất đồng chị không thể bỏ cuộc, thậm chí chị còn đến trường đại học học chương trình giáo dục trẻ em đặc biệt. Chúng tôi đưa bạn cùng đến quen biết người mẹ đầy nghị lực này. Đến khu tín nghĩa Đài Bắc ra mắt tại Trung tâm Phục vụ Sức khỏe là một trong những hành trình cố định của người di dân chuyển vận. Tôi thì phỏng vấn họ trước. Nếu họ nói, thực sự có như vậy thì chúng tôi sẽ từ từ trò chuyện với họ. Phải, tôi nói chị tìm không được việc thì chị có thể đến Trung tâm Phục vụ Hướng nghiệp nè, ở đó có nơi gì nè, người ta sẽ giúp chúng ta tìm được việc. Tuy nói là phi dịch nhưng nội dung phục vụ thì bao la vạn tượng. Về phương diện y tế trị liệu, mỗi năm đều không giống nhau. Có một số có thông tin mới, có một số thông tin mới thì chúng tôi phải đuổi kịp. Phải hiểu về luật pháp, cũng phải hiểu về các danh từ chuyên môn. Nếu không tích cực học tập, chị vận cũng không có đủ lòng tin, có thể trở thành tình nguyện viên chuyên nghiệp. Và tất cả mọi sự bắt đầu thực ra đều là do con trai của chị. Con trai của tôi là một đứa trẻ đặc biệt, là bác sĩ chẩn đoán cháu ấy bị bệnh tự kỷ mà có khi tôi không biết cầu cứu ai cả. Phải hỏi ai, vấn đề là ở chỗ họ nói gì, chúng tôi đều nghe không hiểu. Vì đứa con trai đầu, chị vận đến Đại học Giáo dục Đài Bắc học lớp giáo dục trẻ em đặc biệt. Cuối cùng tình trạng của con trai chuyển biến tốt và trải qua những ngày tháng vất vả đó khiến chị càng trân trọng hạnh phúc đang có. Không những làm tình nguyện viên mà còn tham gia dịch vụ chăm sóc người tàn tật, giúp người giúp ta, vì thế được thành phố Đài Bắc biểu dương là người ưu tú trong cộng đồng di dân.